Tiếp tục anh em ơi. Hôm nay là mùng 2 rồi. Mùng 2 của tháng 5. Tối nay thì hiệp 1 em lên mấy con M65 giá rẻ cho anh em nha. Còn tiếp hiệp 2 thì mấy hàng áo khoác. Thì số điện thoại của shop là 0911 337 139. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ giùm em. Và có một điều em cũng muốn nhắn nhủ là cái Facebook, Fanpage hay là YouTube bây giờ nó bóp tương tác, cho nên anh em mà chờ thông báo thì rất là ít. Với đặc biệt em bán đồ này nó đã ghét sẵn rồi cho nên là nó cũng ít thông báo. Thì anh em chịu khó tìm Trâm Nguyễn USA Đắc Minh vào xem nhé. Cái đấy là chuẩn nhất thôi. Và lúc 7 giờ tới 10 giờ là em hết giờ làm việc. Rồi em lên cho anh em một con M65 dây kéo nhôm. Dây kéo nhôm mà con này mất cái đầu rồi này. Cái mũ á, được cái mũ á thì lại có mũ mà lại cũng mất cái dây kéo luôn. Mũ thì có này, nhưng mà dây kéo của nó bị hư rụng răng hết này. Nó rụng răng, có nghĩa là cái mũ này về cũng phải máy chết lại. Ở cái phần rụng răng này nó bị tét ra một chút anh em. Cái này gọi là M65 giá lao động. Rồi dài áo thì 82. Áo thì mất tem. Áo là mất tem à. Phần dưới tem nhỏ tầm 87, 88, à tầm 89 và 88. Mất tem đi em, tem nhỏ à. Ở trên áo thì nó có may cái giảm quang. Ở đây là cái vết gỡ tem đi em. Vết gỡ tem này không có gì hết, mình gỡ cái chỉ này ra là ok. Rồi cái dây kéo thì đây ạ, cái đầu vào của nó và cái này này, coi như cái này là về mình chỉ xài quần áo này anh em xài bằng cúc thôi, cúc bấm thôi. Rồi dây trên dây dưới cũng mất sạch xanh xanh. Em bán với giá là mất dây nha, chứ còn mai bữa nay bữa hôm em gỡ dây dù từ cái khăn dù á, còn có mà đưa cho anh em, bây giờ hết rồi không có để đưa nữa đâu ạ. Rồi cái đằng sau ở đây là anh em thích để thì để, mà không thích thì gỡ ra. Ở đây là cái vần giả quang, nó gắn giả quang để đi vào ban đêm nó phát sáng lên. Đằng sau đều đẹp hết ạ. Bên này thì nói chung con áo này tương đối đẹp, chỉ có bị mất cái đầu dây khóa và cái đầu cổ thôi. Ở đây nó bị một đệm trắng. Trên cái ống tay cũng có giả quang này, có giả quang này. Ở đây thì bị bạc một phát này. Đây ạ, 2, 3. Cái vê tay của nó là, trời ơi hào. Hào này nó thích cắn mẹ nó mới đá này. Mẹ đau mà cắn, mẹ đau mà con không sợ mẹ đau à. Cái đầu hào ẩm ẩm hào này. Rồi bên này ok hết anh em. Hào, đầu hào là ẩm ẩm bên này. Kêu ba mua nước cam về uống này. Rồi bên này cũng đều có giả quang em. Cái này là giả quang ở trên bắp tay. Bên này, bên trước, bên sau đều đẹp hết. Loại này lại V không có. M65 này không có V. Ba chút mua nước cam cho nó uống. Đầu nó cứ ấm ấm thế này. Rồi con này 700 ngàn mã 61. Em bật vào cho anh em xem nha. Cái mũ này này, về mình không có sử dụng á. Nếu như mà mua được một, tìm được một cái đầu khóa mới ráp vào thì tới đây mình trần lại là xong. Mình trần chết cái phần này lại này, phần bị rách này, là ok. Còn cái đầu khóa của áo thì mình ráp vào, bỏ đầu khóa vào vẫn ok. Hoặc là anh chị em mà không thích á thì khỏi tốn tiền dây khóa, vẫn xài cúc. Con khoan nhôm đàng hoàng ấy nha. Đấy, xài cúc bấm. Bấm vẫn đẹp mà. Cúc bấm nha anh em. Áo này nói chung là cái đồ mới của con áo vẫn đều. Rất là đều màu và đẹp. Cái vết dơ, vết lỗi chả có ăn nhầm gì hết. Chỉ có cái là hư cái dây khóa thôi. Hư cái đầu khóa này thôi. Mua một cái đầu khóa khác bỏ vào cái là ổn à. Cái này đạp chân lại, nó bị bung chỉ một chút. Vậy là ổn thôi, một con dây nhôm ha. Con này là
to mấy trăm nghìn à, 700.000 mã 61. Rồi tiếp một con dây đồng. Một con dây đồng. À quên, chưa nói con này bao nhiêu ký ta. Em kiểu này lắc mất rồi. Này bán hàng là lắc rồi. Rồi con này là 70 đến 80 ký. Hồi nãy em đo 82 là medium roller này. Medium roller. Cao 1m7 trở lên. Tiếp một con mờ số 5 dây đồng. Con này tem nó mờ chữ rất là mất rồi nha em. Thân đồng, cổ đồng. Cái cổ thì mất cái tay cầm này. Mất cái tay cầm nhưng mà vẫn đầy vô tư. Có mũ ở trong à. Nào. Em đo chiều dài của áo ha. Dài áo 75 là sọc. Cái gì small sọc hay là roller sọc thì chưa biết này. Ở đây là có vết gỡ tem. Ở đây là cái vết gỡ tem anh em. Ở đây anh em gỡ cái chỉ này ra là ok. Nó không có lủng. Tránh ra đi con. Làm mấy bác Santo này. Rồi trên cái áo này thì ở dưới nách. Không phải. Này không phải dơ. Mà bụi. Cái V của nó anh em. Cái đầu vào nó bị đứt rồi này. Cái này là đầu khóa chui vào nó bị bay ra vì nó cắt cái này. Rồi dây trên dây dưới mất sạch luôn. Cái thân này đằng sau cũng đều đẹp. Trộn ở dưới này nó bị dơ vàng vàng một chút xíu xíu thôi. Ở đằng trước, ở đây nó có vết ỉn nút này. Chỗ này nó dơ này anh em ơi. Anh em nhìn thấy cái bã dơ đằng trước không? À, nó dơ à. Còn đầu khóa thì dùng bằng đồ bằng tay cầm. Con này để em coi cái gì sọc à. Small sọc hay gì sọc đây. 800.000 mã 60. Con này em bán 800.000 mã 60. Sọc là anh em dưới 1m7. À, cái ống tay này. Ống tay anh em nhìn cái vết dơ của nó này. Dơ này thì nhìn rất là mềm dễ giặt ha. Dơ này thì dễ chịu. Ống tay anh em. Bên này dơ một chút nữa này. Anh cắt xong con này cái tàu này. Em mới cắt xong rồi bà ơi. Anh này. Con này là 70 đến 80 kg là vẫn vừa. Size medium short. Size medium short. Rồi con này về cũng xài bấm luôn anh em. Xài bấm luôn. Áo vẫn đang đẹp, đẹp trai chán. Rồi ai chốt con này chốt giùm em. 800.000 mã 60. Tiếp một con M65 nữa nha anh em. Con này là cũng thân đồng, cũng bị cắt ngang đây luôn này. À, con này là cái đường dây khóa này nó bở rồi này. Em bẻ cái này là nó đứt này. À, dây khóa bở bục rồi. Không biết do nó bị ngâm nước hay sao. Rồi cái mũ thì ok. Em đo chiều dài nha. Con này đang vải dày, vải thường ngang dày lắm. Dài 80, cái vải của nó nhìn nó vải dày mà nó nằm thường ngang. Nhưng mà sao cái khóa nó bị oxy hóa nó hư mất rồi. À, cái dây khóa này là về anh em phải thay nha. Cái dây bên này thì được, dây bên kia nó mục. Áo thì đều rất là đẹp luôn. Dây trên dây dưới đầy đủ. Nhìn con áo này rất là mới này. No. Áo hả? Hay quần? Áo thì đang còn. Kéo lại được chết ý. Con này nhìn nói thiệt anh em, màu của nó rất là mới này. Rồi ở đây nó dơ một chút nha anh em. Hết rồi. À, ở đây này anh em này. Ủa, có cái gì ở trong á. Có cái gì ở trong á. À cái gì? Đây cái đầu khóa.
Trời tưởng cái con gì. Đúng vào nó lạnh, gặp đông nó lạnh. Rồi. Cái này là nó bị dơ một chút. Ở dưới tàu của nó bị xước xước, bị xước rồi nghe mày. Nó xước. Đó. Này là dán để báo lỗi hả? Xước. Cái đầu này là coi như vứt một bên dây kéo. Mình phải thay nguyên cặp. Ông tay thì đẹp mơ đẹp mộng luôn này. Ông tay nha anh em, chất vải rất là dày luôn. Con này chất vải hăng đẹp luôn anh em ạ. Rồi ở đây bị dơ một chút này anh em này. Ở ống tay bị dơ một chút. Đều đẹp hết nha. Cho cổ tay thì hoa hoa chứ không có đều này. Cổ tay này nó hoa hoa một chút. Rồi con này em bán 800 ngàn luôn. Mã 59. Đẹp thiệt á. Cái này của hãng Alpha, em chưa có đọc tên size này. Của hãng Alpha, size medium regular. Anh em 70-80kg là vẫn ok. Cao 1m7 trở lên nha anh em. Cao 1m7 trở lên. Cái dòng của thằng Alpha này nó không có đời. Tem 800 ngàn mã 59. Tiếp một con này màu sao lắm, con này màu hanh đẹp nè. Này chưa lên mà thấy đã sáng choang rồi này. Con này màu hanh nha anh em. Cái tem của nó là lủng lẳng như cái cờ rồi á. Nhưng mà chữ không còn nữa đâu. Chữ nó mờ rồi. Đôi chiều dài áo con này nhìn ngoài màu đâu có đẹp lắm đâu. Dài áo 86 lông ha. Nói chung nhìn ngoài thì nó cũng không có đẹp. Màu nó xám xám. Con này nhìn màu xám xám anh em ạ. Mũ con ha, mũ con. Cái cổ là cổ vuông. Cổ vuông. Con này lông này anh em nào cao 1m8 này, 1m74 trở lên mới nhâm nhi con này ha. Quan trọng số ký nữa thôi. Đầu khóa thì ok. Dây chạc thì mất hết. Phần dưới này nó bị dơ anh em này. Phần dưới này nó bị dơ cho nên nó cũng hơi vàng vàng nhẹ nhẹ khúc dưới rồi đó. Đằng sau thì ổn. Nhưng mà cái phần dưới này vẫn cứ bị dơ à. Không biết giặt ra không, anh em nhìn thấy ở dưới này nó vàng vàng á. Nó đi nguyên cái triền này luôn ha. Con áo trên thì đẹp mà cái triền dưới nó vàng vàng. Cái đầu khóa của nó này. Phần này dơ hầy luôn. Em nhìn thấy cái vả này dơ hầy không? Rất là dơ. Giờ mình qua ống tay ha. Phần ống tay này là ổn nha anh em. Alo ạ. Cổ tay của nó này, nó bạc, bạc nhẹ phần này ha. Dạ rồi anh ơi. Cái chỗ này em dán là báo lỗi nó lụng bị rớt tàn thuốc hay là bị hàn vô đá vô điếc gì á, nó lụng một lỗ. Rồi qua ống tay bên này nha anh em. Qua ống tay bên này này. Đó. Vẫn đều màu. Nói chung ống bên này đẹp trai hơn chút. Chỗ này nó dơ một chút xíu xíu. Xong con này em bán 1,5 triệu mã 58 để coi cái gì long đây này. Small long hay medium long hay lát long. Rồi lát luôn. 80-90kg, cao 1m74 trở lên. Anh em mà 70-80kg mà cao 1m8 vẫn vừa con này. Ok à. Chốt cho em 1,5 triệu. Mã số 58. Tôi bỏ qua đây. Rồi em lên tiếp một con M65 của Đức. Anh em nào chơi M65 Đức không? Con này cực dày ha. Lót đi rời này anh em. Nếu như hết mùa đông anh em gỡ cái lót ra. Một cái lót đi kèm là ít khi có lắm này. Chất vải cực kỳ dày. Dài áo là 76 là sọc
dành cho người cao 1m7 trở xuống. Cờ của Đức đẹp, con này mới đẹp luôn, không có lỗi gì để báo hết á, cho nên yên tâm em không có báo lỗi nữa. Đẹp trai lắm, 1,5 triệu mã 2 số 0, cao 1m60 cũng được. Con này được cực ấm luôn. Để bẩn đẹp không? Ui, con này là 70 kg. Con này anh em 70 kg trở lại thì hơi bị đỉnh luôn. Đó, dày cực dày luôn. Hai túi trên ở giữa có cái dây thắt lưng nữa này. Anh em cứ riết cổ nó vào là nó siết à. Cực ấm luôn. Mới kẹo, con này nói mà nó nóng chết chả luôn á. Cực dày, cực nóng, cực ấm. Này, nguyên một cái miếng lót của nó này anh em này. À, nó ghi ở đây là 130 36 163 698. Cái gì đây anh em đọc giùm em này. Đó. Nó con này mà cho em 1 tiếng đồng hồ coi như là mở chạy luôn. Chốt cho em 1,5 triệu mã 2 số 0. Rồi tiếp một con M5 M65 của Pháp. Bữa nay chơi đủ loại. Con này là của Pháp mà giá này à bố. Con này dây kéo nhôm nha anh em. Dây kéo nhôm. Anh em sưu tầm Pháp này. Ở sau là nó ghi cái chữ gì đây? Anh em dòm giùm em cái chữ dây kéo đằng sau ha. Dây kéo đằng sau là IKK 10. IKK, cái hãng IKK này siêu rồi. Đó. Trong cũng có lót đi kèm với luôn. Lót này không phải lót rời mà lót liền ha. Lót liền nha anh em. Dây rút eo, con này cũng đẹp mỹ mãn luôn. Cầu vai nha em. Cầu vai đai sườn. Con này dài áo của nó là 82 đang reo lơ 1m7 trở lên. Có mũ ở trong này ha. Có mũ à, mũ dây kéo mũ này. 82 là reo lơ, cao 1m7 trở lên. Con này bán giá 1,9 triệu, mã 99. Chất vải kaki như dòng satin á. Kaki mát nhưng mà lấy nó đệm thêm cái mút ở trong nữa thì có mát xung bung luôn á. Chỉ còn nóng rồi, con này cũng 70 đến 80 kg. 70 đến 80 kg nha anh em. Có dây rút ở đây ạ. Dây rút ở đây. Chốt cho em 1,9 triệu. 1,9 triệu. Mã 99. 99 nha. 99 là số thần tài to không? 39 79 79 thần tài to rồi. 99 là số mấy? Số cùn à? Số 99 là số mấy? Rồi con này medium reo lơ anh em, 70 tới 80 kg và cao 1m7 trở lên nha anh em. Cứ đổ tội ra với con ra. Con này là đời 74 ạ. Đời 74 nha anh em. Rồi con áo này dài là 78. Dài 79 thì con này là 79 là nó thành long mất rồi. Reo lơ mà sao 79 ta? À 79 là 82 đâu mà 79. Rồi con này bên này đều đẹp nha anh em. Ở phần này nó dơ một chút này. Đây nó dơ một chút này. Cái đầu vào hơi bị đẹp luôn. Dây trên dây dưới đầy đủ hết. Đằng sau cũng đều đẹp. Con này tầm 95%. Nhưng mà bị lủng mật phát đây. Ngay cái bả bên mặt phải, tay phải mình bị lủng một phát đây. À, con này chỗ này là nó bị móc cái gì đây á. Cái đầu khóa của nó nha anh em. Giờ tới ông tay.
con tay ổn không? Con tay này ổn luôn ạ. Tay này quá ổn luôn, đều đẹp. Chỗ này nó có một cái gì trắng trắng nhẹ nhẹ đây này, vạch vạch như kiểu bị sát, ma sát ạ. Rồi tiếp bên này nha anh em. Bên này thì cũng đều đẹp. Đó. Mặt bên này ổn luôn. Con này giá 1.900.000 mã 57. Giá 1.900.000 mã 57 anh em ơi. Rồi con này cũng 70 đến 80 kg. Con này đẹp đều luôn á. Nói chung là với cái giá này thì nó không cũ không mới mà cũng không dơ cũng không sạch, nằm trung bình. Màu của nó có vẻ màu màu sao ta màu xanh. Nói tóm lại là màu xanh. Rồi chốt cho em mã 57, 1.900.000. Tiếp một con này dây nhôm này anh em này, dây kéo nhôm. À, mất cái tay cầm đó ha. Con này mất cái tay cầm á, anh em phải xỏ vào một cái tay cầm. Cái đầu khóa vuông. Cổ có mũ nha anh em, có mũ đàng hoàng hết à. Em đo dài áo con này nhỏ à. Dài áo có 76 thì là short. Con này size medium short. Medium thì 70 đến 80 kg và cao dưới 1m7 nha anh em. Dưới 1m7 nó là đời 68. Đời 68. Túi trắng. Tem dưới mất rồi anh em ạ. Tem dưới, tem nhỏ mà nó mất tiêu rồi này. Cái này là ngoắc cái kẽm vào đây là xài ổn thôi. Đây em lấy cái đầu này em bỏ qua cho này. Đây một cái đầu đồng đang còn ngon lành. Đầu đồng đang còn ngon lành. Rồi cái này để bỏ qua cái đầu khóa kia. Bỏ vào cái kẽm vào đây cái là kéo là nó đi à. Mà giờ này mà em đi xỏ đầu vào thì nó hết thời gian mất. Cho nên là mai ta tính. Cái con này nó cũng bạc. Bạc màu rất là nhiều rồi anh em ạ. Ở đây nó bị dơ một phát này. Đây cũng nguyên một cái bã này dơ này. Em nhìn thấy không? Còn cái phần chỗ bụng này này. Thì khi mà cái dây giữa nó cồm lên á, cái dây rút ở giữa eo nó cồm lên thì nó bị trắng. Nó bị ma sát cho nên nó bị trắng. Bạc trắng hơn. Rồi cái này là coi anh em cẩn thận này. Cái đầu vào của nó mất nguyên cái miếng này này. Cái miếng bên này này. Bên này đầu vào là mất rồi nha anh em. Vẫn xài thì vẫn xài ok. Nhưng mà mất cái này thì gọi là mất chân đấy. Mất chân để đi đó. Rồi đằng sau thì bao la lỗ. Cái này là em dán để báo lỗ nha. Đây một lỗ lũng này. Đây 2-3 cái lỗ này là hàn xì dăng vào lũng này. Rồi đằng sau là hết. Đằng trước thì hết. Nói chung là bạc đều màu. Con này 93% độ mới. Size nhỏ. Ngay cái ống tay này á, thì từ trên này xuống đều đẹp. Chỉ có chỗ này là nó dơ. Em nhìn thấy chỗ này nó dơ không? Đây nó dơ à. Chỗ này nó dơ và nó bạc cái phần này. Cái này có V này. Con này có V. Tiếp một con này nữa nha anh em. V này thì ok. Không có lũng rách. Bên ống tay bên này cũng bị lũng một lỗ tâm này. Lỗ như cái hạt gạo á. Đây cái V của nó nha em. Sao con này là medium short. Em khỏi bận vào à. 1.900.000 mã 56. 1.900.000 mã 56. Ai chốt cho em mã 56. Tiếp một con mờ sa lâm dây kéo đồng thân nhựa. À cổ đầu cổ nhựa thân đồng. Cổ là cổ nhựa nhưng mà thân là thân đồng. Có mũ nha anh em.
có mũ hành hoi à. Con này tem xanh size medium short. Con này cùng size với con kia medium short thì anh em 70 đến 80 kg và cao dưới 1m7. Đời của nó là 85. Đời 85. Con này màu xanh xám, dài áo 77. Short có con 75, 76, 77. Con này xanh đều. Dây trên dây dưới đầy đủ. Cái đầu vào của cái khóa này. Con này đều màu ha. Đây có một cái vết gì nhỏ nhỏ, gọi là vết dơ. Sau cũng đều màu đẹp nha. Sau đều màu đẹp. Ở trên này nó cũng có một vết dơ đen đen này anh em này. Em nhìn thấy nhỏ xíu xíu thôi. Nói chung là nó mờ mờ à. Khó mà nhìn phân biệt. Con này xanh đẹp này. Xanh, con này xanh. Đây một vết dơ à. Con này gọi là không, không phải xếp hàng dơ. Con này không có xếp vào hàng dơ. Rồi tới ống tay, chất vải này mềm nha nha. Dày nhưng mà mềm, mềm, không phải là mềm mà mềm. Ở đây nó dơ một chút nha em. Sau này thì ok. Màu này màu xanh, kiểu xanh xám xám. Chất vải thừa ngang. Chất vải thừa ngang. Đó. Đều hết. Đều hết. Con này em bán 1.800.000 mã 55. 1.800.000 mã 55. Ok. Đẹp mà anh em. Con này đẹp, nói chung con này tầm tiền này thì được con M65 hàng quân đội Mỹ là ấy rồi. Rồi tiếp một con ô liu nha anh em. Ô liu dây kéo đồng. Con này màu hơi bị ô liu luôn. Con này size small roller 60 đến 70 kg và cao 1m7 trở lên. Đời 81. Con này màu xanh ngát. Anh em thích ô liu chốt con này này. Dài áo của nó là 79 79 80. Xanh ngát chỉ có tồi dơ. Cái chỗ này là anh em bị này là không có giặt ra được đâu ha. Đừng có hy vọng là về giặt ra này. Vì cái vết này là như kiểu nó tẩy á. Như kiểu là nó tẩy hay là cái chất gì, hóa chất gì mà nó làm cho cái áo chỗ này nó bạc. Nhưng mà không mòn mỏng à, mỏng vải đâu nha em. Mà nó làm như kiểu nhìn mình nhìn bằng con mắt thì nó có vẻ ăn sâu vào cái vải rồi đấy. Nó không ra được nữa đâu. Nhưng mà con áo thì rất là chất xanh. Anh em nhìn thấy cả bài này này. Không biết cái lý do gì ở trong trong đồ chất của Mỹ thì em chưa có biết, chưa có tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng mà con này em mà không biết, lỡ mà giặt ra cái mà coi quê. Nó giống giống đất dính lên nhưng mà em nghĩ là không ra. Ở đây thì nó gửi tem thì có lủng một chút. Nói thú thiệt với các anh là em chưa giặt bao giờ. Nguyên cái bài đằng trước này nhá, anh em nhìn kỹ giùm em ạ. Đó, nó loang loang như thế này này. Nhìn như kiểu áo mà bị dính bùn á. Đây. Dây trên, dây dưới mất. Dây trên còn. Con này đời thêm trắng hơn, vừa đùa đâu, đằng sau thì đẹp. Ở đây có một bãi này này. Ở đây có một bãi này này. Ở phần dưới này nó cũng hơi hơi. Em nhìn thấy ở trong hơi hơi không? Hơi hơi nhẹ nhẹ thôi. Rồi qua cái phần bên này vẫn bị tiếp. Đây ạ. Vẫn bị tiếp. Nói chung con này xanh thì đẹp đấy. Nhưng mà như thế này là như kiểu người ta tưởng là anh em vừa mới chui ở dưới bùn lên. Đây. Sau này cũng đều. Chỗ này nó bị dơ luôn này này. Vinh Thiên Nguyễn. Ủa sao cái máy này mình chưa cúp cúp mạng rồi đó. Đây ở bệt này nó không bị nha anh em. Bệt này nó không bị bạc như thế này anh em nhìn kỹ này. Nhìn rất kỹ giùm em à.
Nếu như mà nó cái chất dơ này nó nằm nổi bên ngoài thì em biết như vậy nó cũng phải có bụi có bặm này, không có luôn. Tức là em có cảm giác là cái vết này ăn thịt sâu vào trong vải. Nhưng mà nếu như con này mà bị tẩy mòn đi thì chất chỗ này nó phải mòn mỏng nhưng nó vẫn dày. Nó vẫn dày đều như những chỗ khác. Nhưng mà lại có cái vết này là như kiểu cái chất gì của hóa chất của trong binh lính gì em không biết. Con này 1,2 triệu mã 54. 1,2 triệu mã 54. Rồi bên ống tay này cũng như vậy nha nhé. Đây nó cũng đốm đốm này. Nói chung con này mà nó không có mấy cái vết này nó cũng tạm được thầy. Anh em nhìn xa gì đấy không? Đó, đây. Đây. Màu thì đẹp quá, tiếc thiệt. Con này mà không có bị là em bán con này là phải trên 5-6 triệu. À, quên, không phải. Không phải. Con này là cũng phải được gần 5 triệu này. 5-6 triệu là được. 1,2 triệu mã 54. Rồi tiếp một con này cũng đồng, thân đồng, cổ đồng. Con này cái tem này ông này ông viết cái gì lên đây quét. Ông viết số 10 hả? Không phải L. Cái tem thì nó mờ rồi nha anh em. Tem nó mờ rồi. Ông này ông viết. Ông viết cái gì đây ông viết. Dài áo 78. Trên này cổ có V, có mũ à. Cái giấy khóa bằng vuông. Ở cái phần đằng trước của nó thì nói chung con này cũng thử ngang này. Anh em nhìn thấy cái thử vải không? Nó nằm ngang, hầu hết cái lô này là đều vải ngang hết. Rất là đanh. Ở đây thì nó bị cái gì bỏ vào trong nó vàng vàng chút chỗ túi anh em. Vàng chút nhẹ nhẹ. Xuống dưới này thì lủng một lỗ này. Ở đây bị dơ một chút này. Rồi cái đầu khóa anh em dòm cái đầu khóa giùm em à. Cái đầu vào này. Dây trên, dây dưới đầy đủ hết. Đằng sau đẹp. Ở đây lỗ một lỗ quắc quắc. Cuốn tay á. Thân trước này thì cũng ok. Thân trước này thì cũng ổn. Chỗ này có dính một chút vàng vàng nhẹ nhẹ thôi. Ở bên trong ruột thì nó dơ ngay chỗ cổ đó nha anh em. Cái phần cổ của nó cũng vàng vàng nhẹ nhẹ này. Cổ này là gọi là cổ dơ. Rồi em lên ống tay ha. Ống tay này anh em. Ống tay này. Tay bên này đẹp. Bên này cũng đẹp. Tay thì đẹp trai mà cái áo đây cái V gấp vết gấp của áo này. Tay thì đẹp mà còn cái thân áo thì nó thân áo cũng đẹp mà. Rồi ổn nha anh em. Chỗ này cũng dính một chút dơ này. Một chấm siêu siêu. Đây trên bắp tay này có một vết màu hồng hồng nữa. Rồi hết con này 2,1 triệu mã 52. 2,1 triệu mã 52. Con này tương đối đẹp, không có có một cái lủng ống tay này là hồi nãy em có nói rồi, trên bắp tay một lỗ chà bá chui được ngón tay vào. Thì cái bắp tay này xử lý sao ta, chỉ có đắp vải màng lên thôi. Con này 2,1 triệu mã 52. Màu con này thì màu xám xám thôi. Màu xanh xanh xám xám thôi. Chứ không phải ô liu mà không phải cỏ úa. Nó cũng gần na ná với cỏ úa nhưng mà nó màu nó không không phải vàng vàng đâu. Mật Anh ra ngoài đi con. Bụi lắm. Rồi em lên tiếp một con M65 nữa nha em. Thân đồng, cổ đồng,
Nhưng mà con này cũng mất cái tay cầm luôn. Con này nó bị hát cái tay cầm vậy này. Đó. Em để ý nha. Rồi, thân đồng cổ nhựa. Thân đồng cổ nhựa có mũ nha em. Có mũ đầy đủ nè. Mình ăn tránh ra mày đo mở. Rồi, con này dài 80. Mình ăn lại để chào các bác nha. Mắc cỡ có bác gì hay gặp mình ở này. Bác gì đó? Bác hả? Bác gì? Mắc A. Bác mắc A. Đây, cái tem lụa nha anh em. Tem US Army bằng lụa. Ở đây nó bị dơ dơ một chút nè anh em. Dơ một chút nè. Cái đầu vào dây khóa, dây trên, dây dưới mất rồi. Rồi đằng sau đều đẹp. Đằng sau đều đẹp hết nè. Đều đẹp hết. Em rọi hai này chứ bê cả hai cả con áo này lâu là mỏi tay lắm. Đây có vết in nút nha anh em. Cái nắp túi này đặc biệt nó hơi đầm đầm hơn cái áo một chút. Nó hơi đậm màu hơn cái thân áo này một chút. Rồi cái đầu khóa thì review rồi. Ở bên trong đều nha anh em. Bên trong chỗ này nó cũng bị dơ này. Ngay cái lót trong này nó bị dơ. Con này Simon Reller. Cái thân cổ là nó bạc nha anh em. Cái cổ này anh em dòm thấy cái cổ này. Cổ này nó bẩn, nó bạc cái cổ luôn. Nó xuống màu của cái cổ luôn. Small thì anh em 60-70kg và cao 1m7 trở lên. Con này đọc có được đời nữa không biết. Đời 82. Anh tránh ra coi. Dài áo là 80. Con này bán 1.9 mã 51. Con này thì độ mới của nó chỉ còn được 93% nữa thôi. Vải thì đang dày. Em dòm cái độ mới của nó này. Cái vê ống tay em dòm thấy không? Cái màu chỗ này màu xanh mà chỗ này nó ra màu này này. Đó, đây có hai vết dơ à. Cho nó rớt 93% độ mới nha anh em. Nhưng mà vải đang dày. Chỉ có cái màu của nó, nhìn cái màu của nó... Đây vết dơ này, anh em nhìn kỹ mà chấp nhận được rồi hẳn chốt nha anh em. Chứ con này nếu như không quen mình nhìn nó dơ như vậy thì đây nguyên cái bả ống tay nó dơ hầy luôn. Rồi. Con này hai cái tem lụa luôn. Có hai tem lụa luôn. Rồi ai chốt con này thì chốt giùm em 1.9 mã 51. Em còn một con nữa là hết cái lô hàng lao động này. Con này cũng thân nhựa. Cổ nhựa thân đồng. Tem màu xanh. Size Simon Reller. Simon thì anh em 60-70kg và cao 1m7 trở lên. Con này đời nó hơi gì ngoạc ngoạc đây, đọc không được nữa rồi. Nó bị quạc quạc chỗ này em không đọc được cái đời nó tâm mấy. Rồi dài áo là 80-81. Con này cũng bạc đều màu nha anh em. Cái dòng này của nó thì nó chỉ có màu này thôi. Còn đẹp hơn nữa thì không còn. Con này cũng cho 94%. Dây trên, dây dưới đầy đủ. Cái đầu khóa vào của nó này em nhìn kỹ giùm em này. Đó, cái đầu vào của nó nha. Đó, đầu vào của nó này. Đằng sau cũng đều màu. Con này màu xám xám, màu xanh xám xám. Con này rất là đều màu. Không có gì để đáng gọi là dơ hay là gì hết. Đó, đầu khóa của nó à. Bây giờ mới nhảy qua hai ống tay này. Rồi ống tay thì ổn.
tay đều nha anh em, nhìn cái màu của nó rất đều, rất là đều luôn. Đây, chỗ này nó bị dơ một chút nè, đằng sau này nó bị dơ một chút nha anh em. Dơ này thì gọi là dơ đất thôi. Đây em biết là đất nó ra này. Nha, chỗ này gọi là giặt ra. Rồi dơ, xong. Dạ chị đang đâu? Con này 2 triệu mã 50. Dạ chị đâu em lấy được không? Tại em đang cần. 2 triệu mã 50. Con này là 70 kg thôi nha anh em. 2 triệu mã 50. Đúng tức lẻ hả? Chốt cho em 2 triệu mã 50. Rồi em xin cảm ơn tất cả anh chị em ha. Mùa 65 giá lao động tối nay chỉ còn có chừng này thôi. Nếu anh chị em ưng cái nào gọi điện ngay cho em số điện thoại 0911 337 139. Công nhân viên đón điện thoại bắt chốt cho các anh nha. Em xin cảm ơn.